giới trẻ và du khách trải nghiệm phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, quận 3 là địa chỉ ăn uống đang thu hút đông khách du lịch và giới trẻ với nhiều món ăn đường phố giá rẻ. Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền dài 368m từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, hoạt động từ 19 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, bắt đầu đón khách tối 21 tháng 12 năm 2022. Cổng vào khu phố ở hai đầu được lắp bảng hiệu, trang trí đèn cũng như cải tạo cảnh quan. Đề án ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền hiện chỉ triển khai ở phường 4, nối hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Điện Biên Phủ. Ở đây, hai bên đường được kẻ vạch rộng khoảng 1 mét để bày bàn ghế cho du khách trải nghiệm. Trên tuyến có 92 điểm kinh doanh ăn uống cùng 51 cửa hàng buôn bán quần áo, giày dép làm đẹp. 19 giờ các quán được phép bày bàn ghế để bán đồ ăn thức uống cho khách. Các quán tự trang bị ghế khi chưa được phường giao. Thực khách tới phố có thể gửi xe ở số 1 Nguyễn Thượng Hiền hay bãi xe chợ Vườn Chuối. Cần hỏi thời gian hoạt động của các bãi xe quanh đây, tránh trường hợp đóng cửa sớm so với thời gian tham quan phố ẩm thực 19h23h. Đến đây, gây tò mò cho du khách là các căn nhà có bề ngang khiêm tốn, các biển hiệu nằm san sát nhau. Món ăn tại đây khá đa dạng, với chủ yếu là các món đường phố hoặc các vùng miền trong cả nước như bánh tráng trộn nướng, thịt gà, heo nướng, bột chiên, nước ép trái cây, ché trộn. Hầu hết các món có giá rẻ, chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn, dễ mang đi hoặc ship về nhà. Một hàng ché trộn. Ché trộn là món phổ biến ở đây, là đặc sản miền Trung, thành phần bao gồm da đầu tai, mũi heo với các gia vị mè, tỏi, tiêu, ớt. Các món ăn khác có thể tìm thấy có thịt nướng, gồm thịt heo, gà, bò. Một xiên có giá khoảng 30.000 đồng. Vừa đến thành phố Hồ Chí Minh du lịch, Nguyễn Thượng Hiền là phố ẩm thực đầu tiên anh Quang và chị Viên, Đà Nẵng trải nghiệm. Chúng tôi ở khách sạn gần đây, tìm trên bản đồ khu đông đúc và tìm đến. Ấn tượng đầu tiên là món ăn rẻ và ngon. Hai anh chị cho biết sẽ trải nghiệm thêm các món ăn nổi tiếng như bánh tráng trộn, ché trộn, đồ nướng. My và Hằng, 20 tuổi, sinh viên sống tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ biết đến phố ẩm thực khi xem trên mạng xã hội. Xe ô tô đã bị cấm nên tuyến đường với xe máy chạy ngang cùng với việc ngồi dưới đường vạch kẻ xanh tạo cảm giác vừa ăn, vừa quan sát rất thú vị, My cho hay. Hằng cho biết thêm xe máy ở đây chạy chậm hơn, một phần để giữ khoảng cách an toàn với người ngồi trên đường, một phần quan sát khu phố mới nên tụi mình cảm thấy an toàn. Sau khi trải nghiệm phố ẩm thực, du khách có thể di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng khác ở quận 3 để tham quan như ga Sài Gòn, nhà thờ Tân Định, hồ Con Rùa, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Chantarangsay, bảo tàng chứng tích chiến tranh. Năm 2019, đường Nguyễn Thượng Hiền được tạp chí Tam Ao, Cẩm Nang Du lịch và Cuộc sống của Anh bình chọn là một trong 20 khu phố hấp dẫn của thế giới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.